Chè này là chè của Sufi à? Hay là đâu? Bác hỏi xem là bị sao đấy. Xin chào khán giả của anh Nguyễn Tất Thắng, anh Tài TV và anh Trang Phiang và khán giả của Tháo Rau Mạch. Hôm nay Tháo Rau Mạch sẽ tiếp tục tâm sự với anh Bay Hầu. Bên này là tối là nấu ăn bên này à? Ồ, mẹ quá, đặng quà ăn rồi ấy. À. Ồ. Có mỏ no là quà cho đi vậy hả? Không có ấy, bạn đấu về làm, nhờ nó đào vào tôi, nấu lại rồi, đào tiếng, đào tiếng. Ồ. Cái là làm nhân nó bảo là na đúng đích cái nào cũng như vậy không cái này là vì sao cái này vì sao cái này là ai đánh hay như nào sao lại dụng hết thế này chà bông à đó đó đấy tao coi đấy tao làm như lúc đầu đủ rồi đấy đó cái này chân nè trong kia cũng hỏng luôn à bị kiểu bị rung ấy đúng không? Ngày nào mới là nó bảo như gọi là nó bảo cái đến ông đến đề mà nó ổn được bảo này nó không phải như này tức nghĩa là đau ở đây đau đây xuống đây nên này đậm nó đang bảo như nó nên là phải đem lên nó nên là phải đi hôm nay đến đây nên này cho ông nó bảo là nó phải như nên là vào ngày nha em nó không phải do đến này chỉ được của mình bị sưng lên đúng không? Ờ, này đến này lo là gì rồi? Nên nó phải do đến này nhận nó ngủ nó nhưng mà đắm điên nhưng mà là nào mà nên là mình đấy không bảo đắm hôm nay sang giúp anh Vân là làm được cái gì? Đến này là đắm đúng không? Nó bảo đắm thế này đến là đến là đến là đến là này cái này như rồi em không hiểu nhiều lắm anh Hầu nói thì thật sự là chỉ vài câu là hiểu được từ những cái ngôn ngữ hành động cử chỉ còn những cái câu nói của anh Hầu thì sẽ rất là khó nghe một chút tuy nhiên thì phải nói là rất vui một góc nhỏ của căn nhà anh Hầu ngày trước tất cả các cái sinh hoạt hiện tại vẫn đang diễn ra ở bên này ví dụ như là nấu cám lợn các thứ rồi là vỏn vẹn đây vỏn vẹn có thể là quý cô anh chị khán giả xem ở bên Tất Thắng và các anh khác thì đã quá rõ rồi đây là căn nhà thực tế của anh Bay Hầu nhà rất bé bây giờ ngủ truyền thống một chỗ ngủ truyền thống đối diện với cái bếp củi bây giờ thì đã được anh Nguyễn Tất Thắng kêu gọi và quý mạnh thường quân ủng hộ xây được cái nhà rất là khang trang trùng trâu có chuồng lợn có nhà tắm nhà vệ sinh có nước thoải mái sông xanh luôn rất đẹp và một cái mà quý cô anh chị thấy là rất là tiến bộ và đã thay đổi được cái tư duy của bà con người Mông khi mà làm nhà cửa đó là trước mắt này cái cửa sẽ được mở ra ngoài thay vì là mở vào trong theo quan niệm của người Mông là mùng một Tết dạng sáng mùng một Tết sẽ cúng và đón lộc vào nhà vân vân đấy là cái quan niệm người ta và Tháo Rau Mạch cũng không hề biết rõ là cụ thể lý do làm sao những cái sự chia sẻ của những nơi mà bà con mà Tháo Rau Mạch đến thì người ta chia sẻ như vậy đây là một cái căn nhà rất là tiến bộ đó và mục đích đến để xem những cái công trình như thế này là học hỏi anh Nguyễn Tất Thắng xem làm sao để thuyết phục bà con mở cửa ra ngoài thay vì khăng khăng là mở cửa vào trong đấy thế nên là chuyện đi này đã học được khá là nhiều điều bổ ích. Cái này là làm cái gì đây? Hôm nay là 3, 4, 5 một bếp, bông hết như là thế này, bông bên, 3, 4, 5 một nhiều bếp.
Ờ, mổ hết. À, mổ hết à? Bố này, bố ấy, nghĩa này ấy. À. Ờ, ông bà biết rồi, ông bà biết rồi, anh nó bảo rồi em. Ông biết đâu rồi. Đâu, nên ông lắm. Ờ. Ờ. Họ làm được tên nào hay được tên đấy rồi. Vâng, vâng. Họ phát thì tính là tác dụng của họ hết rồi. Đấy. Vâng, đấy. Là, đó là đỉnh cao rồi đấy. Đấy, đang đỉnh cao rồi. Để hết ra con người đấy. Cho nên cái này nó là cái kịch đấy rồi. Cái hình ảnh mà gia chủ đun nước rồi pha trà mời khách là một cái hình ảnh rất là quen thuộc đối với tất cả những người Việt Nam. Đúng bất rồi. Cứ ở đâu cũng vậy thôi. Tuy nhiên thì với những thước phim của Tam Giác Mạch ở trên cao nguyên đá thì có những video và rất ít video thể hiện điều đó. Ở trong khoảng cái nội dung trên channel Tam Giác Mạch thì quý cô bác anh chị và mọi người sẽ hơi khó gặp một chút. Vâng, vâng, vâng. Đợi một lúc thì nước cũng đã sôi rồi. Bây giờ chia sẻ cho các bác xem cách anh Hầu pha chè. Sắp mưa rồi anh ạ. Đùng 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 rồi. Túc tắc trải nghiệm cái con X game của anh Phay Hầu tí xong về thôi. Chảy hết mồ hôi. Nước mới sôi à? Bây giờ mới sôi anh ạ. Những cái này là của bà con ở trên em làm chương trình là chưa có đâu. Kiểu pha chè này. Khách đến thì khát thì tự hỏi, tự tìm thôi. Đấy. Nên là thông qua những cái phim như này nếu mà được đồng bào trên đấy chỗ em mà làm chương trình ấy mà xem được chắc là người ta có thay đổi tư duy một chút. Mình có nhắc nhiều tuy nhiên thì nếp sống của ta quen rồi. Ly rượu là cái quan trọng. Khách đến nhà là cứ ly rượu đã, một IP chào ngô đã. Đấy. Mỗi cách thể hiện đều là một cái sự chân quý. Wow. Tuy nhiên thì đúng là pha chè này là mời khách là tuyệt vời. Nói chung là cách sống. Hay là hảo kiểu này hảo mà. Nó vui bóng lắm. Đỏ kiểu biết nhiều. Cái pha chè đấy. Ngồi đi. Bác ăn mận bác. Vâng, mát lắm, nhà vào nhà của anh Tây Hầu mát lắm mọi người. Vâng. Có thể là sắp mưa mát và phần nhà thoáng với cả là tương lạnh. Vâng. Bây giờ là vào trong nhà mát. Vậy là cái bờ tường này và trên cái này có chống nắng. Vâng. Dạ. Chống nắng. Không ổn được không? Ừ. Ngồi đi, ngồi đi. Nóng lắm nhỉ, bật quạt này. Nãy là định tắm mà xong thay quần áo đi lấy vợ à? Đến ngày này chắc là anh ấy khoái lắm. Nhưng mà cũng lên bước vừa rồi mà. Ờ. Không mà vào cái phần dân cho tổ đi chết. Và tạm đó. Ờ. Cho lại ba. Ờ. Là anh Vân. Không có đi mà. Ừ, anh nhớ là đi cho đấy, đấy em gặp ở dưới anh bảo là đi đi nhà anh Vân về. Em hiểu như thế là xong chỉ vào quần vào bẩn bẩn đấy. Chắc đi giúp bê gạch. Nào nào vào vào. Nó có vậy như này. Dạ. Thật sự mà nói nhé. Riêng cái cháu này là Ông biết đâu. Bao giờ thì đi báo nhé. Vâng. Cứ như là lên cái bộ ra của chỗ bé này này. Vâng. Rất là đẹp luôn. Của cháu á? Ngắn thiếu nhé. Của cháu á? Vâng. Của cháu là sao mà đẹp? Này, ngắn thiếu như này, hề này mới là hề dài nhất. Như vậy. Ờ đẹp. Tại sao con già bây giờ nó mà vào số cái răng dài là rụng nhanh à? Vâng. Rụng nhanh hơn răng dài, nó là dài ở bên ngoài nó ở trong cắn rất là ít đòi. Vâng. Tức là cái gốc răng của nó ít. Đấy, đấy rất là ít đòi mà tôi mình nhổ cái chân răng của tôi là tôi phải khép sở rồi. Tôi không nhổ được bao giờ đấy. Nhổ răng là tổn thọ lắm. Đấy.
hại sức khỏe. Đấy, nhưng mà tôi đẹp mà nhỉ. À, tôi thấy đấy tôi thấy bổ ra một ngày cái bé này là bổ này mới là bổ đẹp. Vâng, cháu cảm ơn. Cháu không biết, cháu không biết nhìn răng này. Cái răng bé tí này nhé, mai cái nó mòn và nó lớn lên nhé. Nó bắt đầu là nó bị đầy như này. Trước đây cái bổ của tôi vẫn như thế. Cháu không rõ đâu nhưng mà răng cháu thấy bình thường, không quá đẹp. đấy cái bộ của cháu bé này là đẹp luôn này. Vâng. Đẹp luôn đó. Các bạn không? Bộ răng mà ngắn tíu này trước đây tôi hỏi lúc tôi còn trẻ là cái bộ của tôi cũng không được đẹp, nhưng mà tại sao so sánh với là bộ của tôi bây giờ các loại xương các thứ tôi không thường được cái gì. Vâng. Nếu khi tôi nhảy thừa thì chó cũng không giảm gan nữa. Vâng. Đây là bộ răng đèo đấy. Các loại xương anh bèo cũng hút thuốc luôn rồi. Chơi được hết nhỉ? Yeah. Vâng, chơi được hết. Mới khi bảo người già đấy quyết thì chọn chuyển đúng không? Không chuyển. Đây đây đây. Như lọc thôi. Đây được à? Không có nước trẻ. Không, được à? Không nên hút thuốc đâu. Chị hỏi gì? Chị hỏi gì? Không nên hút đâu. No. Hút là không tốt cho cái này đâu. Bỏ đi. Đấy, đúng rồi. Đấy. Không tốt tí nào. Này, no này. No. Ngọt mà đây chú ơi. No. Ngay rồi. Đây anh Pai Hầu cứ bảo anh giàng, bên đây anh giàng đúng không? Bên anh giàng nữa đúng không? Mong đâu cỏ châu. Anh giàng là anh trai này. À, anh trai của anh Pai Hầu. Nó mong đâu một cầu cho. Nó mong đâu một cầu cho. Chi hầu. Chi hầu đó. Đéo là cái dạng này. Chú uống nước luôn. Cảm ơn bác. Nước chè này cháu. Uống nước chè. Nó toàn những lọc. Chè này là chè của Sufi hả anh? Hay là đâu? Biết rồi. Chắc là các bác tặng hay là anh Hồ mua? Này lúc chị là mua về đó. À. Chè này ban ngày uống được, ban đêm uống mất ngủ. Cháu không quen. Đúng rồi. Ban ngày sáng uống tốt. Tối uống không quen, uống thức cả đêm đó. Mệt nhưng mà cái đầu nó vẫn cứ tỉnh táo ấy, đâm ra là mình rất khó ngủ. Lại thêm nước rồi. Phải nói là họ tiếp khách, họ vẫn quý biết tiếp khách đảm bảo lắm. Vâng. Bao đây giỏi mà chú mà, cái gì cũng biết. Chỉ mỗi cái nói là không bằng thôi, không bằng mình thôi. Nó đâm vào cái mình được, pháp hơn thì mọi người nó không hoàn hảo cho lắm. Vâng. Bị cái bẩm sinh rồi. Cái răng của anh Hầu là bị làm sao mà ấy anh Dung ơi, có biết lý do không? Chưa bảo đi rừng á sao rồi. Thế thì có còn nghe rồi. Chú hỏi xem là vì sao. Ông nói bác hỏi xem là bị sao gãy. Ở đâu ra đó. Ta hàng tiền đạo được. Ta cứ đỉnh rồi cứ lên rồi tàn cuối. Đau ăn một đập tim. Chỉ biết anh ấy bảo là đau thôi nhỉ, kiểu bị là kiểu gì? Dạ vì dạ nó co nó rồi kiểu uể kiểu hỏi kiểu uể dạ vì kiểu uể kiểu co này là làm đi kiểu tối ô luôn nó đẹp quá nồng nó kiểu ngủ rồi thì kiểu uể đấy nhiều ông cha ông đồ uống rồi nhớ mấy mùa cha chỉ hiểu một chữ là khóc thôi còn cái khác thì không hiểu được. Nhớ uể đấy rồi nhớ kia rồi đấy nó là cái kia rồi. Tóm lại là như nào bác? Ủa, là... Mất hai cái răng này là như nào? Ông cha đầu này dùng món răng ổn rồi nha. Nhưng mà rồi dành gì tôi nói mình giờ bạn ấy đâu rồi em ta cũng muốn là ghét. Bây giờ nếu mình mơ là mình đâu lại chủ món đẹp luôn à. Không cho cái gì à? Anh giấu cái trà con. Thôi ngay cứ ảo như nó đấm tay tao con chúa bá ta cơ mà chúa ta tao chưa
nó ngay tà rồi, nó tà rồi, nó của nó mà. Để chứng tỏ tức là cái bộ này, à, này nó cũng không phải là cái hệ cứng cáp lắm này. Nó nhai thế này nó cũng không phải hệ tức là cứng cáp. Tự mẻ à? Cái răng là bị xé thì nó vẫn bẻ đi hả? À, tất nhiên là nó không cứng như hỏng là bẻ dần đúng không? Đấy thế mà. Mẻ. Như kiểu thiếu canxi ấy. Bà là đấy. Thế là nó là răng bộ chân răng này nó là răng chứ đi theo như người giàu thì là răng than đấy hả? Răng than. À, răng than đấy. Nó sẽ tự mẻ. Nó giòn đấy. À. Mà như bọn mình nhau mới có một cái bẻ thì mẹ khổ rồi không mà còn chưa biết đâu là cái gì hóa ra là cái răng là do là tự mẻ tự vỡ xong rồi bẻ dần là bây giờ mất đi hàng tiền đạo như thế chứ không phải là ngã xe gì cả. Mu chê đi xem cái xe đạp một tí. Cất đi cho bà nhá. Cháu về trước nhá chú nhá. Rồi chào bác nhá. Nào. Về đây.